Chào các bạn, hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn là thế hệ tủ cơm điện mới nhất của Đức Việt. Đây là dòng tủ thông minh nhất trên thị trường hiện nay. Đây là dòng tủ có hệ thống phím cảm ứng và hệ thống điều khiển bằng CPU ở bên trong, rất là hiện đại. Thì dòng tủ này cũng về cơ bản thì vẫn giống như những dòng tủ cơm cơ bản nếu như không có hệ thống điều khiển. Đấy, thì đấy, chỉ có điều là nó được bổ sung thêm cái hệ thống điều khiển như thế này. Thì còn đâu bên trong bên khoang tủ thì vẫn gồm hệ thống khay và hệ thống thanh nhiệt, và bố trí thêm một cái đó là loại cảm biến nước dùng để bảo vệ tủ và thanh nhiệt trong trường hợp rằng là không có nước dẫn đến thanh nhiệt bị cháy. Thì đây là cái khi mà chúng ta kết nối với nguồn điện thì đây là cái trạng thái của sản phẩm. Nó sẽ thông báo chúng ta nhiệt độ tại buồng tại thời điểm, và cái thứ hai đang để mực nước đang nháy như thế này, có nghĩa là đang không có nước. Đấy, và nếu như mà như thế này đang không có nước mà chúng ta khởi động thì nó sẽ báo lỗi ngay lập tức và nó không cho tủ hoạt động để bảo vệ thanh nhiệt và cũng là an toàn. Đấy, và bây giờ chúng ta phải cấp nước vào thì tủ mới hoạt động bình thường. Thì bây giờ chúng tôi đang tiến hành cấp nước vào. Thì khi mà cấp nước vào ấy thì đèn mực nước sẽ không cần nháy nữa, và chúng ta bật khởi động lên thì nó sẽ chạy sang chế độ chương trình mặc định mà đã được cài đặt sẵn. Thì chương trình cài đặt sẵn thì ở đây là 50 phút. 50 phút là sẽ nấu, và sau thời gian nấu 50 phút đấy thì là chúng ta sẽ có thêm 60 phút là keep warm, có nghĩa là giữ nóng trong vòng 60 phút ở chế độ tiết kiệm điện năng. Và cái thứ hai là nhiệt độ giữ ấm, thì là ở đây là chúng ta là sẽ có thể mặc định của nó là 75 độ, nhưng mà tại thời điểm này chúng ta có thể điều chỉnh lên nhiệt độ giữ ấm đưa về 50 độ hay là bao nhiêu. Còn thời gian giữ ấm thì tại thời điểm này chúng ta cũng có thể thay đổi được thời gian giữ ấm. Chúng ta có thể thay đổi được thời gian giữ ấm lên 90 phút hoặc là hạ xuống 30 phút. Đấy, thì là trong những trường hợp mà chúng ta bởi vì cái tủ này nó tiết kiệm điện năng, bởi vì nó sẽ nấu đến 50 phút, sau đó thì các bạn có thể chuyển sang chế độ giữ ấm. Khi chế độ giữ ấm thì nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn rất nhiều, và nó sẽ ví dụ như trong thời gian giữ ấm khoảng độ 30 phút thì tủ nó chỉ chạy trong cả thời gian đấy, nó sẽ ngắt quãng chỉ khoảng độ 10 phút mà thôi. Thì vô hình chung nó sẽ tiết kiệm đi khoảng độ trên 60% điện năng trong cái thời gian giữ ấm, thay vì tủ hoạt động ở cái chế độ max công suất như là chế độ nấu bình thường kéo dài. Trong trường hợp các bạn muốn ở đây thì các bạn thấy rằng là công năng của sản phẩm được tùy biến hơn rất nhiều nhờ cái hệ thống thông minh này. Chính vì thế các bạn có thể là hấp các loại thực phẩm mà có nhiệt độ là thấp hơn nhiệt độ mà bạn yêu cầu của chế độ nấu chín maximum của cái tủ này. Ví dụ như 100 độ thì bạn có thể set ở nhiệt độ 50 hay là 60. Đấy, thì có thể hấp caramel này và hấp các cái thứ khác, cũng như là dùng để hâm nóng thức ăn, thậm chí là hấp khăn nóng, khăn ướt. Đấy, và hấp dụng cụ y tế. Thì để sử dụng cái chế độ hấp không mà không cần chế độ nấu thì các bạn như sau. Thì ví dụ như tôi tắt đi, sau đó tôi bật lên. Đấy, thì đây là chế độ nấu đơn thuần của nó. Thì bây giờ các bạn sẽ đưa về cái chế độ là không. Đấy, thời gian là nấu không. Và thời gian giữ ấm này, bây giờ bắt đầu điều khiển cái thời gian giữ ấm này. Đấy, 30 phút. Đây là không, không giữ ấm. Còn đây là 30 phút, đây là 90 phút, 60 phút. Thì đấy, các bạn có thể mặc ba cái lựa chọn đấy. Cái thứ hai là về cái nhiệt độ giữ ấm thì các bạn có thể thay đổi được. À, đây tôi muốn là giữ ấm. Vậy là 30 phút. Rồi check lại nhá. Vậy bây giờ là giữ ấm 30 phút. Cái nhiệt độ giữ ấm là 50 độ. Đấy. Đây chính là một trong những cái chương trình rất là hay của cái dòng sản phẩm này so với cả các dòng sản phẩm khác ở trên thị trường. Để có được cái việc này là các bạn xử lý nó bằng phương pháp, có nghĩa là ở trong sản phẩm đã tích hợp sẵn một cái CPU là chuyên để lập trình cũng như là kiểm soát cái nhiệt độ cũng như là cài đặt các cái phần mềm. Cái phần mềm này luôn luôn sẽ được cập nhật thường xuyên, cũng như là trong trường hợp mà có sự cố xảy ra thì hệ thống sẽ đảm bảo cái tủ này hoạt động cách an toàn nhất có thể. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn qua về dòng sản phẩm mới nhất của Đức Việt, có chip điều khiển và hệ thống điều khiển cảm ứng. Thì là hệ thống điều khiển cảm ứng này có một điều rất hay, đó là nó sẽ khiến cho cái sản phẩm nó sẽ không bị lướt vào, và các bạn có thể hoàn toàn thể lau chùi thoải mái ở trong môi trường nhà bếp công cộng, nhà bếp công nghiệp và các bếp ăn tập thể. Thì đây, các bạn mà có nhu cầu thông tin về sản phẩm xin liên hệ với công ty chúng tôi.